Play your news. Trong tự nhiên, tuổi thọ của mỗi loài chịu nhiều ảnh hưởng tác động bởi các yếu tố khác nhau như cấu tạo cơ thể, môi trường sống và tập tính sinh hoạt. Thế nhưng trường thọ sống dai lên đến hàng trăm năm như các sinh vật sau thì đúng là khiến con người ghen tị đến phát hơn. Một trong những sinh vật sống thọ nhất nhì trái đất chính là ốc vòi voi. Ốc vòi voi là động vật thân mềm có hai vỏ sống tại các vùng nước mặn. Tuy vỏ của chúng chỉ dài khoảng 20cm, thế nhưng chiếc vòi lại có thể phát triển gấp 5 lần, dài tới hơn 1 mét. Nếu như không bị con người săn bắt, tuổi thọ của loài ốc đại bổ này có thể lên đến 160 năm tuổi. Được mệnh danh là loài khủng long sống duy nhất còn sót lại từ 200 triệu năm trước, Tuatara's là loài thằn lằn đặc hữu của New Zealand, có tuổi thọ khủng từ 100 đến 200 năm. Lý do loài này sống thọ có lẽ là do thói quen sống chậm của chúng. Loài thằn lằn Tuatara's này làm mọi thứ đều chậm chạp, chúng lớn chậm, sinh sản chậm và trao đổi chất cũng rất chậm. Có thể tin nổi loài giun ống kỳ lạ giống như thực vật sống dưới đáy đại dương này có thể sống thọ đến khoảng 170 năm. Theo các nhà khoa học thì một con giun ống Lamellibracea dài 50cm sẽ sống khoảng 116 tuổi. Điều này có nghĩa là tuổi thọ tối đa của chúng có thể lên tới 250 năm trong điều kiện chuẩn không có biến động. Nhím biển đỏ thường sinh sống tại vùng biển Thái Bình Dương, Tây Bắc nước Mỹ, là một trong những loài sống lâu nhất thế giới. Loài sinh vật nhiều gai này có kích thước khoảng 15cm, sống tại vùng nước nông và có thể tồn tại hơn 200 năm mà hầu như không có dấu hiệu của tuổi già. Trên thực tế, loài này chỉ chết vì bệnh tật, săn bắt chứ không hề già đi. Cá voi Bắc Cực hay còn có tên gọi là cá voi đầu cong là những gã khổng lồ có vú sống lâu nhất nhì đại dương, trái đất. Theo các nhà khoa học, họ đã nhìn thấy những con cá voi có mũi giáo đâm vào cơ thể từ tàu đánh bắt cá từ 200 năm trước. Hiện tại trên thế giới chỉ còn khoảng 25.000 cá thể cá voi Bắc Cực còn sống sót. Cá koi là loài cá chép cảnh nổi tiếng của Nhật Bản được nuôi trong ao, hồ, nhân tạo, ở vườn nhà rất nổi tiếng và được ưa chuộng trên thế giới. Trước đây, cá koi được xác nhận là có thể dài tới 2 mét và sống tới 230 năm. Thế nhưng phần lớn cá koi lai tạo hiện nay chỉ có thể dài tới 1 mét và thọ từ 40 đến 60 năm. Con cá koi thọ nhất lịch sử là Hanako, 226 tuổi và mất vào năm 1977. Đứng thứ tư trên bảng xếp hạng sinh vật sống thọ không ai khác chính là loài rùa, loài động vật có xương thọ nhất. Theo ghi chép thì một trong những chú rùa sống lâu nhất thế giới là Harriet, chú rùa Galapagos 175 năm tuổi, chết vì suy tim vào năm 2006, cùng một chú rùa Alabra 250 tuổi khác. Trai biển là một trong những sinh vật được săn lùng truy tìm nhất nhì thế giới do có nhiều tác dụng thương mại như làm thức ăn đại bổ và ngọc trai làm trang sức. Theo các nhà nghiên cứu thì dựa trên những vòng tròn, đường kẻ trên vỏ trai, họ đã xác định được rằng sinh vật này có tuổi thọ cực khủng lên đến hơn 400 tuổi. Sống tại môi trường có nhiệt độ thấp, ít sinh vật ở Nam Băng Dương, loài bọt biển Nam Cực có rất ít sinh vật đe dọa và chậm rãi phát triển. Theo các nhà nghiên cứu, cá thể bọt biển sống lâu nhất hiện nay có tuổi thọ lên đến 1.550 tuổi, hơn 20 lần tuổi thọ con người. Đứng đầu bảng xếp hạng không phải loài nào khác mà chính là sứa Turritopis nuchicula. Sinh vật trường sinh bất lão không hề có tuổi thọ. Sứa Turritopis có khả năng tự đảo ngược vòng đời, từ trưởng thành để trở thành sinh vật đơn bào phát triển lại từ đầu. Đây cũng là loài sứa được các nhà khoa học chuyên tâm nghiên cứu nhất để tìm ra chìa khóa cho sự bất tử ở con người.
Sống lâu chính là một trong những mục tiêu nghiên cứu từ bao thế hệ này của con người. Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu, hiểu biết về các loài sinh vật trường thọ trên thế giới, có thể trong tương lai, biết đâu con người sẽ tìm ra cách trường thọ cho chính bản thân mình.